sao hả? Lọt qua đây rồi hả anh nghe. Nè lọt cũng bỏ đây nè, bỏ vỏ vô chén nè. Đúng rồi. Rồi lọt hết vỏ đi rồi hả anh. Lọt vỏ đi rồi hả anh con. Ờ chưa lọt vỏ gì hết rồi ăn gì ta. Rồi rớt luôn, rớt là mất tiêu rồi. Rồi lọt đi, lọt tiếp đi. Trời ơi chưa lọt là ăn rồi. Để mày lọt cho. Lọt cho con nha. Đó, lọt nè. Để trứng. Lọt đi rồi ăn. Chưa lột xong nữa xin hà đã ăn rồi. Ngon không? Ngon sao? Ngon số 1 luôn hả? Thôi nóng, 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 canh nóng đó. Đừng rơi 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 vô. Đổ. Mấy điểm, mấy điểm? Số 1 phải không? 3 điểm. 10 điểm. 10 điểm gì đấy hả? Rồi ngon thì sao? Vô bếp ăn vụng nè. Trồng đỏ. Con nói đi trồng đỏ. Trồng đỏ trứng gà. Ngon. Ngon này. Rồi đi đâu vậy? Chơi. Chơi. Rồi, chơi đi. Ồ, oh, lấy cái dáng cơm ăn vậy đó. Ngon không? Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn nữa không? Sao ăn tới bằng cái giá như vậy? Ngon không? Ăn nữa không mày lấy cho. Lấy ở đâu? Lấy ở đâu nè. Hả? Trời ơi. Trời ảnh nè. Đâu cơm đâu? Cơm đó hả? Ăn nữa không mày lấy cho. Ăn rồi. Ăn đâu? Ăn rồi. Chị đổ. Mày lấy cái tô đâu vậy? Lấy cái tô mà ăn vậy đó. Dính cơm ngon ngon nữa. Ăn mặt mà dính cơm không? Ngon ăn nữa đi. Lấy muỗng múc. Lấy cái dao múc đi. Cây mang ra sân thượng. Ăn mặt mày dính cơm không? Cho bé bay coi chủ đi nè. Anh bay. Anh bay. Có cho cô chú ăn không? Thế à, có cho cô chú